Kính thưa quý đồng hương, vào ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Oak Hill, số 300 Kettner Avenue, thành phố San Jose, thành phố San Jose đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm những người lính đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong Đệ nhất Thế chiến, Đệ nhị Thế chiến, những chiến sĩ tham chiến tại Afghanistan, Iraq và Việt Nam. Trong số những anh hùng đã hy sinh, có những chiến sĩ đã bỏ mạng trong những trại giam của quân địch hay mất tích. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh liên quan đến buổi tưởng niệm tại Nghĩa trang Oak Hill, được tường trình từ phóng viên chúng tôi. Memorial Day, hay còn gọi là ngày tưởng nhớ chiến sĩ trận vong, là một trong những ngày lễ lớn tại Hoa Kỳ. Hàng năm, hầu hết các nghĩa trang quân đội khắp nơi đều tổ chức lễ tưởng niệm cho các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Nhắc lại lịch sử của ngày Memorial Day, vào ngày 5 tháng 5 năm 1868, 3 năm sau khi cuộc chiến Civil War, quân đội quốc gia đã thành lập một ngày tảo mộ Decoration Day. Đến năm 1971, Memorial Day đã được Quốc hội chính thức công bố là ngày lễ chính thức của toàn quốc, nhằm vinh danh những chiến sĩ trận vong trong tất cả cuộc chiến của Hoa Kỳ từ xưa đến nay. Như thường lệ, vào ngày Memorial Day, Hội đồng thành phố San Jose sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm để cư dân sinh sống tại vùng B cùng tham dự. Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Hoa Kỳ. Tiếp đến là phần thượng kỳ và đặt vòng hoa tưởng niệm. Ban tổ chức nói về lịch sử của ngày chiến sĩ trận vong, diễn văn của các tướng lãnh, thế hệ trẻ cùng con em các chiến sĩ đã hy sinh. Buổi lễ đã thu hút hơn 1.000 người tham dự là những đại diện viên chức thành phố, đại diện từng binh chủng trong quân đội Hoa Kỳ, đại diện của cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những gia đình của quân nhân, những cư dân trong vùng và giới truyền thông báo chí. Trong số những viên chức thành phố tham dự có sự hiện diện của ông Dave Cortese, giám sát viên quận hạt Santa Clara, thị trưởng San Jose Chuck Reed, bà Madison Nguyễn, phó thị trưởng thành phố San Jose, ông Kenson Chu, bà Rose Herrera, và nhiều đại diện cộng đồng bạn. Bà Betty đến tham dự buổi tưởng niệm đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. I think it's fabulous and I love looking out over these cemetery with all of the flags flying for the veterans. I think it's a wonderful memorial for them. Also, especially for the sick fallen who bury here. So, what would you say to their family? I say be very, very proud of what they've done for us, for all of us. Một hình ảnh rất đẹp là mỗi mộ phần trong nghĩa trang được đặt những bình hoa và cắm quốc kỳ Hoa Kỳ. Trong số đó, có những mộ phần của các chiến sĩ người Việt được cắm lá cờ vàng ba sục đỏ. Tại đây, chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông Đồng Kim Cang. Ông cho chúng tôi biết. Những ngày như thế này đối với chúng tôi rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện cái tình mà đồng minh ngày xưa thì chúng tôi có tham dự ở đây kể từ năm 2007 cho tới giờ. Xin biết ơn sự hy sinh của các chiến sĩ. Chúng tôi, những người con của đất nước Hoa Kỳ vĩ đại, sẽ mãi mãi nhớ đến các anh. God bless you. Thưa quý khán giả,
Vừa rồi là phần thông tin phóng sự cộng đồng của Viettoday trong tuần qua. Để thực hiện những thước phim vừa qua, Đài truyền hình Viettoday xin chân thành cảm ơn các tổ chức hội đoàn, các ông bà cô bác, các anh chị em đồng hương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi. Mai Linh xin thay mặt Đài truyền hình Viettoday xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại đã tài trợ đặc biệt cho chúng tôi để thực hiện chương trình phóng sự cộng đồng Việt Nam Bắc Cali. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mai Linh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. Nam Minh xin kính chào quý đồng hương. Xin thay mặt Đài truyền hình Viettoday chân thành cảm ơn sự bảo trợ đặc biệt của Vietshopping TV và Deluxe Cargo San Jose đã tài trợ cho Đài truyền hình Viettoday thực hiện phóng sự sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại miền Bắc California trong suốt thời gian qua. Nam Minh kính mời quý đồng hương đến ủng hộ mua hàng tại Vietshopping TV hoặc đến Deluxe Cargo San Jose để gửi hàng, gửi quà về Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc quý đồng hương sẽ là người gián tiếp tài trợ cho chương trình phóng sự sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng B do Viettoday thực hiện. Viettoday Shopping và Deluxe Cargo San Jose tọa lạc tại 1625 Tolley Road, Suisse, thành phố San Jose. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 408-729-1111 hoặc gọi số tổng đài miễn phí 1-888-504-0888. Xin chân thành cảm ơn. Theo sách thần nông bản thảo của y học phương Đông ra đời cách đây 3.000 năm cho biết, có 4 vị thuốc bổ quý nhất đứng hàng đầu trong y dược cổ truyền, đó chính là sâm, nhung, quế phụ. Và chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay? Xin thưa, chúng ta đã có vị thuốc bổ xếp hạng thứ 2, đó chính là lộc nhung. Hãy gọi ngay số phone 1-888-504-0888 hoặc đến với các đại lý gần nhà để tìm cho mình vị thuốc bổ quý hiếm này. Chúng tôi hân hạnh là nhà bảo trợ độc quyền cho chương trình phóng sự cộng đồng Việt Nam miền Bắc California. Để tiện việc theo dõi, quý đồng hương vui lòng đón xem chương trình phóng sự cộng đồng hàng tuần vào lúc 7 giờ 15 chiều thứ tư và phát lại vào lúc 2 giờ 15 chiều thứ năm và 8 giờ sáng ngày chủ nhật để tạo điều kiện cho Đài truyền hình Viettoday thực hiện những thông tin sinh hoạt và phóng sự cộng đồng một cách đầy đủ. Xin các tổ chức hội đoàn, đồng hương vui lòng gửi thông báo hoặc thư mời cho chúng tôi trước một tuần về địa chỉ email info@viettoday.tv.